Hôm nay thì mình sẽ review một mùi hương mà gây khá là nhiều tranh cãi trong cộng đồng yêu thích nước hoa. Đó chính là mùi Archive 69 của nhà Eldo. Mình sẽ không bao giờ đọc được cái tên đầy đủ của nhà này, vì mình biết chắc chắn là mình sẽ đọc sai và nghe nó ngố, nó du duyên lắm. Nên gọi Eldo đi cho nó có thiện cảm ha. Như màn hình thumbnail mấy bạn thấy rồi đó, thì thật sự mình không thể có thiện cảm được với em này. Nếu mà mình review không có đúng ý với những người mà yêu thích cái em này á thì bỏ qua cho mình nha. Và bây giờ thì mình bắt đầu luôn thôi. Eldo là một thương hiệu nước hoa niche của Pháp, và thật sự thì mình cũng không có rành nước hoa của nhà này lắm. Vài bạn có nhờ mình review chai Archive 69 á, nên mình cũng quyết định mua về mà thử. Trước đó thì mình cũng không có đọc nốt thương hay tìm hiểu những cái review trên Florentica, nhưng mình có nghe phong phanh và tìm hiểu trên mạng á, là cái chai này á, là mùi hương của xác thịt, mùi kiểu như là mùi hương của phụ nữ hay là đàn ông sau khi mà họ làm tình, kiểu như mùi sensual mà mùi sexy lắm. Thì mình cũng nghĩ là chắc nó cũng sexy thiệt, nhưng mà sau khi thử á, thì mình thấy nó không liên quan gì hết trơn. Thật sự mình cũng không chắc có phải là mùi của xác thịt hay không, nhưng mà nó rất là khó ngửi mấy bạn. Và khi mình tìm hiểu kỹ về cái tên Archive 69 này là gì á, thì nó không có phải là được lấy theo một cái tư thế làm tình đâu, mà cái tên này á là địa chỉ của cái một trong những cái workshop đầu tiên của nhà Eldo, chứ không phải là như thị trường Việt Nam marketing đâu nha mấy bạn. Nên thật sự mấy bạn đừng có tin nhiều vào cái lời quảng cáo trên mạng quá. Em này thì được list vào cái nhóm Oriental Spicy. Thì cái em này thật sự nó cay lắm mấy bạn. Nó cay mà mình ngửi giống như là nó cay tới cổ họng luôn á. Thì cái mùi cay này á, là đến từ mùi ớt và mùi hồng tiêu. Ngoài cái mùi cay của tiêu và ớt á, thì nó còn có thêm cái mùi nhừ nhựa ngáy ngáy mà xà phòng của mùi lông não á, kiểu hương mà balsamic plastic á, kiểu như nó rất là khó ngửi và nó rất là nồng đậm mà xộc thẳng vào mũi luôn. Thật sự khi mà vừa mới xịt lên là mình muốn nôn liền ngay và lập tức, kiểu như xỉu ngang xỉu dọc xỉu úp xỉu đau, nói chung là nó khó ngửi thật sự, ngửi rất là mệt. Mình không thể tìm được cái điểm mạnh hay là cái điểm mà yêu thích được của em này, không thể nói là yêu hay là ghét, mà thật sự là ghét. Cái ấn tượng đầu tiên thật sự là ghét. Mình cố gắng coi là có ai khen em này không, thì sau khi nghe bạn Kiên nói thì cái mùi này nó gây mệt mũi, ngửi rất là mệt. Thì mình thật sự đồng ý với bạn ý, mùi này ngửi rất là mệt, rất là khó chịu luôn. Sau khi mà cái em này nó dry down hoặc là nó bay đi nhiều á, một tiếng sau á, thì mình thấy cái mùi nó cũng dễ chịu hơn. Nó có một chút phấn nhẹ nè, kiểu như da thịt sạch của mùi musk, mùi xạ hương á, và cái mùi hơi ngọt ngọt nhẹ thoang thoảng thôi chứ không phải là ngọt đâu, và cái mùi hương hoa nhưng mà không có rõ lắm. Nhưng tổng thể thì nó vẫn khó ngửi chứ không có nịnh mũi đâu nha. Nếu mà mấy bạn nói cái mùi Black Orchid của nhà Tom Ford khó ngửi á, thì mình thấy cái mùi này nó còn dị hơn gấp 10 lần. Và nếu mà mấy bạn tìm hiểu sâu hơn á, thì nước hoa của nhà Eldo á còn có những cái chai kinh dị hơn, như là mùi máu này, mùi tinh trùng nữa cơ. Sau khi ngửi cái chai này thì mình bị rét rồi, mình không có muốn thử cái chai mùi tinh trùng hay mùi máu gì đâu. Mình thấy được cái điểm hay nhất của nhà Eldo á là họ có cái sự sáng tạo vô bờ bến, rất là sáng tạo và không hề đụng hàng với bất kỳ nhà nào, và không đi theo cái lối mòn nịnh mũi hay là cố gắng đẩy mạnh sale mà bán nước hoa. Họ muốn tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật theo cái dấu ấn, cái sự sáng tạo của họ. Em này thì lưu trên da của mình á, thì cũng từ 6 đến 7 tiếng và tỏa cực kỳ mạnh trong 1 đến 2 tiếng đầu. Nó tỏa rất mạnh nha, nên khi mà xịt á, bạn phải cẩn thận từ 2 đến 3 xịt thôi chứ đừng xịt nhiều hơn. Cái thời điểm khuyên dùng thì mình thấy là thu đông thì thích hợp hơn là mùa hè. Kiểu như mùa thu đông thì nó làm cho cái mùi này nó dễ chịu, nó đỡ gắt hơn. Nếu mà mùa hè nắng nóng mà dùng em này thật sự là xúc phạm mũi người đối diện nha mấy bạn. Nên hãy cẩn thận khi mà dùng. Mình không biết nên khuyên mấy bạn dùng em này vào dịp gì, nên đây là mùi hương mà nhất nhất định bạn phải thử qua
trước khi mua nha. Đừng bao giờ mua full size, mấy bạn sẽ hối hận không kịp á. Nếu bạn mới bắt đầu dùng nước hoa hay là bạn đang tìm kiếm mùi hương mà trở thành signature scent hay là mùi hương nào dễ dùng, dễ xài thì đừng bao giờ nghĩ qua em 69 này nha. Đừng bao giờ nghe quảng cáo tân bốc em này trên mạng, coi chừng bị lầm đó. Mình đã nói xong cái trải nghiệm cá nhân của mình về chai Akai 69 này rồi. Nếu mà bạn nào đã xài và có cảm nhận như thế nào về em này á, thì hãy comment bên dưới cho mình biết với. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại mấy bạn ở chủ đề lần sau.